Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con S23 Ultra các bác nhé. Thì con của em là bản Hàn. Thì cái cam khốc trên cái con S23 Ultra này thì nó cũng đã rất là ngon rồi. Và năm nay Samsung làm phải nói là rất là ngon. Anh em cũng rất là khen ngợi. Tuy nhiên ấy, thì là nếu như bác nào mà thích nó ngon hơn chút nữa, nó chi tiết hơn chút nữa ấy, thì các bác hoàn toàn có thể cài cái Gcam cho nó các bác nhé. Thì cái Gcam ấy nó đã rất là nổi tiếng rồi, không chỉ dành cho Samsung hay là LG hay là Sony, nó phải nói là khá là bá đạo đấy. Thì em tham khảo trên nhóm ấy thì thấy là cũng có rất nhiều anh em mà chưa biết cài các bác, hoặc là cài rồi nhưng mà không mở được hoặc làm sao đấy. Thì cái này thì nó có thể là các bác làm chưa đúng thôi, còn anh em nào mà biết rồi thì không nói nhé. Thì sau đây em sẽ cài cái bản Gcam này, hướng dẫn các bác cài cái Gcam này để cho các nào mà chưa biết ấy, thì các bác làm cho nó đúng thôi. Đấy, thì em cài rồi nhưng bây giờ em sẽ xóa đi nhé, em cài lại từ đầu cho các bác biết. Đó, gỡ rồi nhá. Rồi, thì trước tiên ấy, là các bác sẽ phải tải mấy cái file này. Thì mấy cái file này ấy, là em để dưới phần mô tả như các bác nhé, các bác xuống đấy các bác tải. Thì nếu như các bác nào mà dùng máy nào ấy, thì là các bác tải đúng cái file của máy mình thôi. Trước tiên là sẽ tải cái phần LMC 8.4 này này, thì máy nào cũng phải tải. Còn nếu như bác nào mà dùng S23 hoặc là S23 cộng ấy, thì các bác tải cái S23 với S23 cộng bên này nhá. Còn bác nào mà dùng S23 Ultra ấy, thì các bác tải phần này. Thì như em đang tải, à quên, em đang dùng cái S23 Ultra ấy, thì em dùng cái này, em tải cái này. Đó, thì sẽ tải hai cái này, LMC 8.4 và cái S23 Ultra. Đấy, thế thôi. Thì cái phần này em đã tải rồi, thì em đang để nó tải ở phần trong cái phần trong cái phần download đây, bộ nhớ trong này. Đấy, trong phần download này. Đấy, thì trước tiên ấy là bác cài cái phần mềm LMC 8.4 ra nhé, cứ cài bình thường thôi. Đấy, cài ra. Đó, tiếp tục cài đặt này. Nó bảo nguy hiểm, cứ tiếp tục cài đặt thôi. Máy nào thì nó cũng sẽ báo như vậy thôi. Đó, các bác chờ chút. Đó, các bác cứ chờ chút. Rồi, xong nhé. À, thì khi mà các bác cài xong rồi, các bác đừng vội mở cái file này nhé. Đừng vội mở cái Gcam đấy này. Các bác cứ xong đi. Đấy, sau đó nhé. Sau đó thì các bác vào cái file bên dưới là cái file S23 Ultra này này. Các bác giải nén nó ra. Giải nén nó ra. Đây, giải nén này. Đó, giải nén luôn ở đây. Đấy, thì các bác sẽ có kích vào, các bác sẽ có ba cái mục này. Thì ba cái mục này nôm na nó là những cái gọi là cái tinh chỉnh sẵn rồi, gọi là cái những cái tinh chỉnh sẵn rồi, thì các bác hiểu đơn giản vậy là được. Thì các bác tạm thời là bỏ qua nó nhé. Thì các bác vào lại cái file quản lý file của bác ấy, thì các bác vào cái phần bộ nhớ trong này này. Đấy, các bác nếu một chỗ này các bác chưa chọn tất cả ấy, thì các bác chọn chọn tất cả đi nhé. Đấy, chọn tất cả đi. Đấy, thì các bác xem là nó có cái thư mục LMC 84 này không. LMC 84 thì nếu mà có rồi thì không cần phải tạo nữa nhé. Còn nếu mà chưa có ấy, thì các bác ấn vào đây, ấn vào trên này. Đấy, các bác tạo một cái thư mục và viết đúng tên nó là LM, viết hoa nhé. LMC 8.4. Đấy, thì như máy em đã có rồi thì em không cần phải tạo nữa. Còn máy nếu mà máy các bác mà chưa có thì các bác tạo nhé. Em có rồi thì không cần tạo nữa, thì nó có sẵn ở đây rồi. Thì đây, sẵn ở đây thì tại vì em đã cài từ lần trước rồi, cho nên nó có sẵn những cái file đây, thì bình thường nó sẽ không có những cái này đâu. Đấy, các bác nếu các bác đã cài những cái file 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 Gcam khác ấy, nó có những file sẵn ở đây thì các bác xóa hết đi nhé. Xóa đi. Đấy, anh em bây giờ là không có gì nữa các bác nhé. Đấy, và các bác quay trở lại cái phần download lúc nãy. Đây, chỗ này đây. Đấy. Và các bác copy hai ba cái thư mục này. Chọn này. Đấy, các bác sao chép này hoặc là gì cũng được. Đấy, xong các bác quay trở lại vào cái bộ nhớ trong. Đây, các bác tìm đúng đến cái thư mục LMC 8.4 này. Đấy, và các bác sao chép nó vào đấy. Đó, sao chép vào. Đấy. Vậy là các bác đã có ba cái file này. Ok nhé các bác nhé. Rồi, vậy là xong. Rồi, các bác thoát ra được rồi. Đấy. Thì sau đó thì bác mới vào đến cái
đến cái icon LMC84 này. Thì đây là chính là cái file Gcam nhé các bác nhé. Thì các bác đừng vội kích một phát vào luôn nhé, các bác giữ nó này, đấy, giữ nó một tí thì nó sẽ ra cái này. Thì các bác nhấn vào cái chữ Take a video này, đấy, các bác nhấn vào cái chỗ selfie thì nó sẽ nhiều khi các bác nó sẽ bị đóng ứng dụng nhé các bác nhé. Ấn vào đây, ấn vào cái thứ hai này, đấy, và các bác cho phép các quyền của nó, ok hết, cho phép luôn, đấy, các bác cứ đăng bình thường, đấy, ok nhé. Đó, vậy là nó mở được, đấy, mở bình thường nhé. Nhiều bác nhấn vào luôn nên nó sẽ nhiều khi là không mở được, nó sẽ đóng ứng dụng này, đấy. Rồi, thì sau khi vào đây rồi thì các bác nhấn nhấn đúp vào cái chỗ phần giữa giữa cái nút chụp này và cái phần thư viện này. Đấy, nó sẽ ra cho các bác cái này. Đấy. Thì các bác hoàn toàn có thể chọn những cấu hình mà các bác thích. Thì em thường thường em chọn cái medium này, nó cái ở giữa ấy. Đấy, cái này. Và các bác import nó vào. Đó, vậy là xong. Đấy, nói chung là bác nào mà rành hơn chút nữa thì các bác hoàn toàn có thể vào cái phần cài đặt như thế này. Đấy, cài đặt như này và các bác tinh chỉnh nó thêm. Em thì đương nhiên em sẽ không 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 chuyên nghiệp kiểu như vậy được, thì đây chỉ là cái hướng dẫn cho các bác thôi. Đấy, nếu các bác nào mà chuyên nghiệp thì các bác hoàn toàn có thể vào trong này các bác tinh chỉnh thêm nữa cho nó ngon nhá. Đấy, thì các bác chuyên nghiệp thôi, chứ còn em thì em cũng chả quan tâm. Đấy, rồi ok, thì như vậy là các bác đã cài đặt xong cái Gcam của mình. Đấy, và hoàn toàn nếu các bác thích đổi cái cấu hình khác cho nó nữa thì là các bác chọn cái cấu hình khác thôi. Đấy, ba cái này. Hoặc là sau này nếu mà trên nhóm anh em có những cấu hình khác nữa ngoài ba cái này thì hoàn toàn là anh em có thể tải về và cũng copy vào cái thư mục 8 LMC 8.4 vừa rồi ấy, thì là các bác cũng sẽ có được cái cấu hình đấy thôi. Đấy, thì đương nhiên là cái này thì phải là chụp hình, phải là đi test thực tế thì các bác mới mới thấy được là nó sẽ khác biệt như nào. Như đây em cũng có test vài cái đây. Đây, như đây là cái Gcam này. Đây là cái ảnh Gcam của em này. Đấy, còn đây là cái ảnh không có Gcam này. Thì cái ảnh không có Gcam thường thường nó sẽ sáng hơn một chút nhé. Còn cái ảnh Gcam bao giờ nó cũng sẽ kiểu là nó tối hơn một chút đấy. Đây, ví dụ như cái nắp này đây. Đây là ảnh của cái con quên, ảnh của cam gốc này. Đây, các bác nhìn cái chữ light up do light này. Đấy, thì nó sẽ thấy chữ nó sẽ hơi bị bể bể đúng không? Đây, còn cái ảnh bằng Gcam này tuy nó tối hơn nhưng mà cái chữ nó em cảm thấy nó có rõ ràng hơn ấy. Thì cái này là có thể là do tùy chỉnh nó chưa chưa tốt thôi, thì cũng không biết được, thì đấy tùy thôi. Cái về các bác thử chụp và các bác thử so sánh nhé. Còn nếu mà không thích hoặc là cảm thấy nó không bằng cái cam gốc ấy, đấy, thì các bác hoàn toàn là các bác có thể xóa đi, không vấn đề gì cả. Đấy, nó cũng có mỗi tội là cái này không, em thấy là không có zoom 100 các bác nhé. Này, chúng ta zoom đến 10 thôi. Này, zoom đến 10 này. Zoom đến 10 này. Đấy, zoom đến 10 thôi. Không thấy được chỗ 100 đâu. Đấy, cho nên là nó sẽ có nhiều cái hạn chế hơn cái cam gốc các bác nhé. Đấy, cho nên em thì nói chung là đối với cam gốc thì nó cũng đã là rất là đủ đủ để cho mình dùng rồi. Còn các bác đây là các bác thích vô vạch thì các bác làm như vậy thôi. Rồi ok, thì đây là cái hướng dẫn rất là đơn giản thôi. Hy vọng là bác nào xem xong cũng làm được. Rồi ok, chào các bác nhé.